Chúng ta sẽ xem cái máy Dispone HANA HI98304. Đi kèm theo máy là một hộp nhựa, một máy chính, ba bịch chuẩn, còn bốn dùng sử dụng. Máy được sản xuất tại Romania nhé, số seri của mình. Tay ba bịch, đây là ba bịch chuẩn cho các máy. Khi mà các bạn mua máy về xong, ba bịch chuẩn các bạn thay đổ ra một cái hộp hoặc cái hũ gì đấy, các bạn để bạn dùng lâu hơn. Khi dùng xong thì mình lấy. Rồi đây là mình có một sản bịch chuẩn tiêu chuẩn. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng máy. Đầu tiên nó là một nguồn ha. Đây, còn than đó sẽ hiện thay độ là mili trên cm, ms trên cm, ở dưới là độ c nhé. Đây là dung dịch chuẩn của máy mình đã chọn, mình đã ấy đúng rồi. Đây là máy chưa vững, đây là máy còn mới chưa được chuẩn. Khi các bạn muốn hiểu chuẩn thì các bạn bấm chữ calculate cl bên này, nó sẽ để ra 12.88. đây là dung dịch 12.88 luôn. Mình nhấn vào máy nhá. Khi nó hiện chữ RS là máy đây, máy rất đang được chuẩn. Rồi ok, máy đã được chuẩn xong. Đấy, khi mà đo vô thì máy là 12.88 nhé. Khi chuẩn máy chỉ đơn giản vậy thôi. Khi các bạn sử dụng xong á, thì các bạn hãy lau đầu điện cực này đi. Rồi đóng nắp lại. Phần cái này mình còn có phần dung dịch chuẩn, mình các bạn cất đi sử dụng cho lần sau. Và mỗi khi một lâu lâu mình cứ khoảng tầm khoảng 2-3 tuần gì đấy, các bạn hãy hiệu chỉnh máy lên một lần, tại vì lâu lâu sử dụng thì nó sẽ bị lệch máy. Rồi ok.